Cô chào các con học sinh lớp 1 trường tiểu học Trần Quốc Toản. Các con cũng đã biết dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại, cho nên các con không được đến lớp nghe thầy cô giảng bài. Để giúp cho các con hiểu được bài cũng như làm bài được ở nhà tốt hơn, cô sẽ giảng dạy trực tuyến với tuần 22 môn toán tựa bài trục số tròn trục. Rồi các bạn nhìn lên màn hình và cùng điểm với cô coi có bao nhiêu hình khối lập phương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À cô có 10 hình khối lập phương, hay còn được gọi là một trục hình khối lập phương. Cô nói lại, một trục còn được gọi là 10, hay 10 được gọi là một trục. Và chú ý, xác định cùng với cô. Bạn nào nhắc lại, một trục còn được gọi là bao nhiêu? À, một trục còn được gọi là 10 và đọc là 10. Vậy cô có 20 thì đọc là 20. Các bạn cùng xem và đọc theo cô nha. Tiếp theo màn hình, cô có 30, đọc là 30. 40, đọc là 40. 40. Tiếp theo nữa, bạn nào xác định được mấy chục? Đúng rồi, đó là 50, đọc là 50. Tiếp theo màn hình, chúng ta điểm có mấy chục nè? 1, 2, 3, 4, 5, 60. Đúng rồi, 60 được đọc là 60. Cô cảm ơn các bạn. Các bạn cùng hãy đếm với cô được mấy chục nha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Đúng rồi, cô có 70. À, 70 này cô còn có thể đọc cách khác như thế nào? Đúng rồi, đó là 70. Cô đọc 70. Vậy sau 70 là số mấy? Chúng ta cùng tiếp tục nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ cùng đếm nha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Đúng rồi, cô có số 80. Vậy số 80 này còn có cách đọc khác, đó là 80. Bạn nào có thể nhắc lại, 80 còn có cách khác đọc là gì? À, các bạn chú ý lên màn hình, đếm cho cô có mấy chục nè. À đúng rồi, đó là 90. Vậy 90 còn được đọc là 90. Cô đọc lại, 90 hay còn đọc là 90. Các bạn lưu ý nè. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. À, đó là những số tròn trục, số có hai chữ số. Vậy sau 90 là mấy chục các bạn? À, các bạn đếm cho cô có mấy chục? Đúng rồi, sau 90 đó là 10 chục. Vậy 10 chục người ta còn được đọc đó là 100. Các bạn thấy nè, 100 là số có 3 chữ số. Số 1 đứng trước, hai số 0 đứng sau số 1.
thì đọc là 100. Cô nói lại, 10 chục hay còn gọi là 100, nhưng 100 là số có 3 chữ số. Rồi các bạn ơi, các bạn nhìn lên màn hình và có thể giúp chú ông này xác định và đọc được các số trên màn hình hay không? À, đó là 10, 20. Đúng rồi, hay có cách đọc khác đó là 10, 20. Tiếp theo, bạn nào giúp bạn ông đọc? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Bạn nào có thể đọc ngược lại nè. 10, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Các bạn thấy những số tròn trục từ 10 cho đến 90 là những số có 2 chữ số và luôn hơn kém với nhau 10. Bạn nào có cách đọc khác nè. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. À, chúng ta có thể đọc ngược lại. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. À, các số tròn trục từ 10 cho đến 100 là những số tròn trục hơn kém với nhau 10 đơn vị. Rồi, bạn nào có thể giúp cô đọc lại các số tròn trục nè. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. À, có thể đọc ngược lại. 10, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Ngoài ra ta còn có cách đọc khác nữa là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. À, đọc ngược lại nha. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. À, cô có ví dụ như sau. À, cô sẽ giúp cho chú ông này đếm sao cho nhanh. Các bạn chú ý quan sát cho cô nè. Ở trên đây muốn đếm được cho nhanh, các bạn sẽ xác định có bao nhiêu cái khay đựng trứng. À, chúng ta sẽ đếm từng cái khay một. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, chúng ta có 7 cái khay để đựng trứng. Nhưng vậy chúng ta hãy đi xác định những cái quả trứng ở trên khay là bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, như vậy mỗi khay nó sẽ đựng 10 cái quả trứng. Hay nói cách khác, mỗi khay như vậy được gọi là một chục trứng. Vậy chúng ta có 7 khay thì chúng ta sẽ được 70 trứng. Vậy chúng ta sẽ điền vào số chấm hỏi này là 70, hay còn gọi là cách khác đó là 70. Vậy những cái hình tương tự còn lại các bạn sẽ thực hiện cho cô. Vậy là cô vừa hướng dẫn cho các bạn bài chục số tròn trục. Các bạn hãy thực hiện cho cô những bài tập như sau. Bài số 1B, 1C, trang 99. Bài số 2, bài số 3, trang 100.
Các bạn sẽ thực hiện vào vở trắng ở nhà và vở bài tập tương ứng nhé. Chúc các bạn luôn hoàn thành bài tốt.